Kênh Báo Nói kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần 3 của câu chuyện Báo án kinh hoàng, đại tàng vật nuôi. Vật nuôi liên tiếp lăn ra chết đột ngột và cái chết đầu tiên trong gia đình chết chóc bí hiểm. Trước khi xảy ra cái chết của anh Trần Văn Viết, từ khi phá ngôi miếu rồi đào móng khởi công xây nhà, vật nuôi nhà đại gia đình ông Rạng bắt đầu lăn ra chết một cách bí ẩn. Ông Nguyễn Văn Thung nhớ lại, hồi đó tôi đang làm ở ngoài đồng, thì bà Đào, em gái của tôi hớt hải chạy ra, bảo tôi sang nhà bà xem có chuyện gì, vì lợn cứ tự dưng lăn ra chết. Tôi bảo cứ về đi, lát xong việc thì tôi qua. Lát sau lại thấy cậu Út chạy ra, bảo bắt sang xem hộ cháu, có ai đụng lợn thì giết, không thì hết vốn bắt ạ. Lúc đó tôi nghĩ, chuyện lợn gà lăn ra chết cũng là chuyện bình thường, chẳng qua là bị dịch hay nhiều khi ăn no quá nó lăn ra chết rồi ngộ độc. Chứ ai lại nghĩ nó liên quan đến chuyện tâm linh gì đâu. Tôi đến nhà ông Trạng thì đã có hai con lợn của Úc chết thẳng cẳng rồi, sùi cả bột mép. Lúc đấy là 5 giờ chiều. Trong chuồng lợn của nhà Úc có gần chục con lợn gì đó. Mới nuôi được hơn nửa tháng, mỗi con nặng cỡ khoảng 20 đến 30 kg thôi. Tôi chỉ đạo mọi người vào việc, người mày dao, người nấu nước để chọc tiết làm lông. Lợn vừa chết xong, làm thịt ngay thì còn tươi, chứ để vài tiếng sau máu đông, thịt lẫn máu thâm xì, bán chả ai mua nữa. Nhưng điều khủng khiếp nhất là tôi cạo lông chưa xong một con lợn, thì cả mấy con còn lại trong chuồng đều tự dưng kêu en ét, rồi lăn đùng ra co giật, sùi bọt mép, chết thẳng cẳng. Nhà tôi từ đời tổ đời tông đến nay đều là nông dân chính cống, chỉ biết trồng cây, nuôi gà nuôi lợn, rồi cả làng tôi nhà nào chả nuôi vài con lợn lấy phần bón lúa bón rau nhưng tôi chưa từng bao giờ thấy lợn chết nhanh như vậy tôi chạy vào cửa chuồng nhà úc xem thấy con lợn rõ ràng đang khỏe tự dưng kêu en s chạy nhảy hút đầu lung tung rồi lăn đùng ngã ngửa chết thẳng cẳng chết sùi bọc mép dù rất hãi hùng nhìn đàn lợn chết nhưng trong đó việc chết người chưa xảy ra nên không ai nghĩ ngợi gì chỉ nghĩ là bọn lợn này bị đột tử gì đó có thể là do loại virus nào đó tấn công lên não, làm nó chết nhanh. Ngày đó chỗ nọ chỗ kia cũng có dịch tay xanh. Nhưng với người nông dân, họ không đem đi tiêu hủy mà làm thịt để chén. Lợn vừa chết, họ mổ bụng, môi lòng vứt đi, còn thịt để ăn. Ăn chín uống sôi thì chả sợ gì vi trùng, virus gì cả. Đến khoảng 6 giờ chiều, khi công việc mổ bụng, môi lòng lợn chết, đột tử còn đang ngủ ngang, thì đàn gà mấy chục con nhốt trong chuồng bỗng kêu quang quát loạn xì ngầu ông thung và mọi người vứt dao thớt chạy đến xem sao ai cũng nghĩ chắc có con chuột cống hoặc con rắn tấn công đàn gà mới kêu la kinh hãi như vậy nhưng trong chuồng không có con vật gì cả chỉ có đàn gà vừa chạy vừa bay đâm đầu vào tường vào lưới chúng náo loạn tìm cách thoát thân khỏi chuồng như có ai đó đuổi bắt xong lại không tìm được lối thoát ngay trước mắt mọi người, đàn gà mấy chục con quan quát một lúc rồi cắm đầu, cào chân bành bạch, chết cứng đờ. Cái chết của đàn gà bắt đầu khiến mọi người hoảng. Mấy ông hàng xóm sang đụng lợn, bỏ chạy khỏi nhà ông Trạng. Mấy đứa cháu nhỏ cũng được di tản đi nơi khác, kẻo lây bệnh từ đàn gà lợn. Đang lúc bàn cãi không biết xử trí đàn gà và đàn lợn chết bất đắc kỳ tử thế nào, thì sáu con vịt đẻ đi kiếm ăn ở ngoài đồng bơi qua ao rồi đúng đến đi vào vườn tìm chỗ ngủ. Đàn vịt vừa lạch bạch đi vào vườn thì kêu lên quạt quạt. Cả sáu con vịt đẻ kêu la chỉ mấy chục giây, rồi lăn ra đất dãy đành đạch như bị cắt tiết. Chúng dãy một lúc thì chết hẳn. Vậy là chỉ trong vòng hơn một tiếng đồng hồ, toàn bộ lợn gà, vịt, nhà anh Úc lăn ra chết tiệt. Sau khi bàn tính, ông thung bảo, vứt mấy con vịt đi, không làm được đâu, cố gắng làm thịt hết đàn lợn, còn gà làm được bao nhiêu thì làm. Có làm thịt hết thì cũng không bán được đâu. Nghe lời ông thung, anh úc bịch mồm bịch mũi nhặt sáu con vịt vừa chết ném xuống ao. Thế nhưng điều kỳ lạ là, thế nhưng điều kỳ lạ là một lát sau mọi người lại thấy một con vịt lạch bạch từ ao đi vào vườn. Thấy sự lạ mọi người chạy ra ao tìm kiếm. Tuy nhiên năm con vịt vẫn chết nổi lèn bền. Duy chỉ có một con sống dậy Kiểm tra đàn gà thì con nào cũng cứng đơ Không có khả năng sống lại nữa Nhắc lại chuyện con vịt đã chết Tự dưng sống lại Ông Nguyễn Văn Thung sởn da gà Theo lời ông Thung Sau khi sống lại Con vịt không cần sự chăm sóc của mọi người nữa Nó tự ra đồng kiếm ăn Rồi tự làm ổ trú ngụ Chứ không ở trong chuồng Nó cần mẫn đi thay lá chuối khô Làm cái ổ to tướng ở bụi chuối sát bờ ao điều kỳ lạ nữa là nó đẻ nhiều trứng khủng khiếp con vịt này làm ổ đẻ trứng và cứ sống như vậy nó chứng kiến lần lượt từng cái chết của đại gia đình ông rạng rồi biến mất một cách bí ẩn việc con vịt sống lại rồi tự làm ổ đẻ trứng quá nhiều khiến mọi người trong gia đình ông rạng sợ hãi không ai dám lấy trứng về ăn mọi người đều cho rằng con vịt này là do thần thánh ở ngôi miếu nhập vào nên nó mới sống lại được và mới biết tha trác làm ổ, đẻ trứng nhiều như thế. Đàn vịt đẻ này vốn được chăm bẩm cẩn thận, được cho ăn, cho uống, có chuồng ấm áp để ở. Nhưng tự dưng con vịt này lại biến thành vịt hoang dã, tự lo cho mình được. Đặc tính của nó hoàn toàn khác so với vịt nuôi, nên mọi người mới có sự liên tưởng như vậy. Chuyện về con vịt kỳ lạ khiến cả xã Vũ Tây quan tâm. Một đồng mười, mười đồng trăm, rồi người ta tin con vịt đó là thần linh. Tuy nhiên cũng có người trong xóm không tin chuyện đó. Người ấy là ông Hắc. Ông này bảo, thần linh cái gì, vịt nào chẳng biết đẻ, mà nó đẻ thì phải có ổ. Cứ thần thánh hóa lên, đúng là nhố nhăn mê tín Ông Hắc quát tháo như vậy, rồi xong đến ổ vịt, để nhặt trứng về ăn. Tuy nhiên vừa đến gần, thấy con vịt ngồi trên đống trứng mấy trăm quả, phải nhiều cỡ một thúng đầy. Ông này bỗng rũng tay chân, mặt mũi ngơ ngáo không nói được gì, Ông bỏ về ngay, không dám lấy quả trứng nào cả. Trước khi về, ông còn bảo, đúng là vịt thần, chứ vịt thường làm sao để lắm trứng thế. Hồi gia đình ông rạng đang điều đứng vì liên tiếp có người qua đời, thì anh hàng xóm bắt con vịt này về. Anh ta có đàn vịt đẻ ngót ngàn con. Đàn vịt này ăn khỏe, chăm tốt, nhưng không hiểu sao, đẻ ít trứng. Mỗi ngày, đàn vịt ngàn con chỉ được vài trăm quả. Nghĩ rằng con vịt này đẻ khỏe, bắt nó về chắc sẽ được lọc, nên anh đã thực hiện ngay ý định anh ta bắt con vịt này về thả vào đàn vịt của mình rồi thắp hương trên bàn thờ cầu thần linh phù hộ cho đàn vịt đẻ sòn sòn thế nhưng điều kinh hãi xảy ra ấy là ngay đêm hôm đó đàn vịt ngàn con nhà anh kêu quằn quạt làm náo loạn cả xóm nhỏ anh này bật điện rồi cầm đèn ra soi nhưng tuyệt nhiên không thấy trắng chuột đâu cả đàn vịt hoảng loạn như thể có cày cáo đến săn mồi điều kinh dị hơn nữa là sáng hôm sau đàn vịt ngàn con mỗi đêm cho vài trăm trứng nhưng lại không đẻ được một quả nào nghĩ rằng đã mạo phạm thần linh nên anh này bắt con vịt đó thả về vườn nhà ông rạng sau này khi đại gia đình ông rạng người chết người bỏ đi không ai dám đến khu vực này nữa thì cũng không ai để ý đến con vịt này nữa sau một ngày chết chóc như ngã rạ của lợn gà vịt của nhà anh trần văn úc thì sau đó lợn gà vịt của nhà ông Rạng cũng đều lăn ra chết cả. Đại gia đình này không nuôi được con gì nữa. Lợn nuôi 10 con chết cả 10, nuôi hai con thì chết cả hai, nuôi một con cũng chết luôn. Điều lạ hơn nữa là bọn lợn cứ nuôi được chừng một tháng, nặng cỡ 20 đến 30 kg thì đột nhiên lăn ra chết. Gà vịt thì cứ đến khi chuẩn bị làm thịt được thì mới chết. Sao đại gia đình gặp tan gia nhiều quá Chẳng còn ai có tâm trí nuôi con gì nữa Chỉ có mỗi con vịt vẫn đẻ trứng đều đều Nhưng không ai dám lấy trứng để ăn Sau cái chết của đàn vật nuôi xảy ra ở nhà anh Úc Thì đại gia đình ông Trần Văn Rạng đón nhận nỗi đau buồn đầu tiên Đó là cái chết của anh Trần Văn Viết là anh trai của anh Úc Anh Viết sinh ra đã là chàng trai khỏe mạnh Đến tuổi trưởng thành thì lấy thông nữ ở xã Bên, cách Vũ Tây chưa đầy 10 số làm vợ. Vợ chồng được ông bà Rạng chia cho mấy sào ruộng tích cực cài cốt trồng cấy mới đủ ăn để có thêm đồng ra đồng vào anh viết chịu khó đi làm thuê làm mướn do cuộc sống không dư giả nên anh chị chỉ mới đẻ được một cháu trai dự tính xây nhà xong tích góp được một chút mới tiếp tục đẻ đứa nữa có chút vốn liếng vợ chồng anh viết xin ông bà rạng cho ra ở riêng ông bà rạng cắt cho một mảnh đất chừng 200m ngay trước mặt chết về phía tay phải nhà bố mẹ cạnh bờ ao vợ chồng anh viết đã xây một ngôi nhà dù là nhà cấp 4 lợp ngói sông khá rộng rãi, khang trang, có sân vườn đầy đủ ngôi nhà quay cùng hướng đông với nhà ông bà rạng và quay lưng về phía nhà bố mẹ nhưng vẫn đi chung một ngõ anh viết xây nhà xong một thời gian thì cậu em trần văn úc đã phá ngôi miếu để xây nhà riêng cho vợ chồng mình vậy là trên mảnh đất rìa xóm chính có ba ngôi nhà của ba bố con ông Rạng quay quần bên nhau. Hồi xảy ra sự việc, cậu con duy nhất của vợ chồng anh viết mới vừa tròn 5 tuổi. Ngay khi anh Trần Văn Úc khởi công xây nhà thì anh viết anh trai của Úc tự dưng hay đau ốm, khật khừ tính tình trở nên khó hiểu. Lúc anh kêu đau chỗ này, lúc kêu đau chỗ kia, nhưng đi khám thì chẳng ra bệnh gì. Anh này cũng không ăn uống gì lạ, chỉ ăn con cua, con cá bắt được ở cánh đồng dưới ao. Do hay kêu đau đi khám lại không ra bệnh nên có người đặt câu hỏi rằng hay là anh bị thần kinh. Trước hôm chuẩn bị đổ máy nhà cho em trai, anh viết tự dưng trú lên sợ hãi rồi lăn đùng ra đất co giật, mắt cứ trợn lồng trắng như thể sắp lòi ra ngoài. Thấy tính mạng của anh viết có thể gặp nguy hiểm nên cậu Út nổ xe máy, mọi người lấy vỏ chăn quấn chặt anh viết rồi một thanh niên ngồi sau xe máy ôm phóng nhanh lên thị xã, cấp cứu ở Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Thái Bình. Các bác sĩ đã nhanh chóng cho anh nhập phòng cấp cứu cho thở oxy. Được tiêm thuốc trợ sức, thở bình oxy nên anh viết dần tỉnh táo lại. Suốt mấy ngày ở bệnh viện, các bác sĩ đã cho chiếu chụp tim, phổi, não, xét nghiệm máu nhưng tuyệt nhiên không tìm ra bệnh gì. Trong máu của anh viết cũng không có dư lượng chất độc nào cả nằm viện vài hôm khỏe lại như thường anh được xuất viện khi đó các loài vật ở nhà anh úc anh viết và của bố mẹ đã lăn ra chết trải rác sạch sẽ chỉ còn lại mỗi con vịt đẻ kỳ quái là sống khỏe nên gia đình đã sợ hãi nghĩ đến chuyện thần linh trách phạt mọi người cũng liên hệ chuyện thần linh quở phạt với sự đau yếu đặc biệt là cảnh tượng lăn đụng ra đất co giật đến mức suýt chết mà không tìm ra bệnh của anh viết khiến không khí trong gia đình càng trở nên ngột ngạt. Từ bệnh viện về nhà buổi chiều thì đến đêm anh viết có vẻ đuối sức, cứ đi lại khật khừ. Sáng hôm sau, ông Nguyễn Văn Thùng chạy sang thì thấy mọi người ngồi trong nhà đông đúc, còn anh viết thì ngồi trên giường, mặt mũi cứ tái nhợt. Anh viết chẳng nói chẳng rằng, cứ nhìn mọi người với ánh mắt buồn bã. Bà Đào, em gái của ông Thùng là mẹ đẻ của anh viết, thì cứ liên tục đốt nhang khấn vái ở bàn thờ. Bà khóc lóc cầu xin thánh thần tha mạng cho con trai của mình. Tầm 8 giờ sáng, anh viết đòi nằm xuống giường. Anh nằm ngửa, cứ liệm đi rồi chết. Một cú giật cứng người và anh ra đi mãi mãi. Chị vợ anh viết là người phụ nữ dũng cảm, mạnh mẽ. Trong khi mọi người đổ chuyện chồng mình chết do thần thánh, quở phạt, do phá miếu nơi con rắn thần cư ngụ thì chị không tin chị còn đứng giữa sân, xa xả tuyên bố không sợ thần thánh ma quỷ gì cả. Sau này, lần lượt từng thành viên trong gia đình nhà chồng lăn ra chết, chị vẫn là người cán đáng chính mọi việc, lo ma chai chu toàn cho cả nhà chồng. Ông Thung là người gan dạ, song cũng phải nể người phụ nữ này. Tuy nhiên, sự việc xảy ra với gia đình mình quá kinh hãi, liên tiếp xảy ra những cái chết không tìm được nguyên nhân, khiến chị cũng phải chần lòng. Dân làng, những người trong gia đình đồn rằng thánh thần sẽ bắt hết những người trong dòng họ trần nên chị đâm ra lo lắng cho sinh mệnh của cậu con trai duy nhất của mình và sự việc xảy ra đúng như lời đồn đại cậu con trai duy nhất của vợ chồng anh viết liên tiếp lăn ra ngất sau khi xảy ra cái chết của bố cùng chú và ông nội đã mấy lần gia đình phải cấp tốc đưa cháu đi cấp cứu ở bệnh viện cũng như bố bệnh viện không tìm ra được nguyên nhân khiến cháu bé này liên tục bị choáng ngất co giật rồi bọc mép ở miệng. Sợ hãi quá, chị phải gửi con về quê ngoại, cách quê nội chừng 10 cây số. Điều đặc biệt là cháu ở quê ngoại thì không sao, nhưng cứ về quê nội thì lại lăn ra bất tỉnh nhân sự. Hôm tổ chức trăm ngày cho ông nội, cháu bé lăn ra ngất cùng với nhiều người trong gia đình. Đó là hoàn cảnh thập tử nhất sinh. Cũng may, gia đình đưa đi bệnh viện kịp thời nên mạng cháu còn giữ được. Dù là người gan dạ, nhưng sợ hãi lời đồn thánh thần bắt những người trong dòng họ Trần. Nên nghe lời mọi người, chị đã cho cháu làm con nuôi ở một gia đình khác, để cháu mang họ khác, là người của gia đình khác, để thánh thần không có cớ mà bắt cháu đi. Tuy nhiên, dù cháu có là con của dòng họ khác, nhưng khi về nhà làm tăng lễ cho người thân, cháu bé vẫn lăn ra ngất. Đến hôm bà Nguyễn Thị Đào, mẹ chồng chỉ mất mạng, mọi người mới giật mình nhận ra rằng Thánh thần đã bắt cả người ngoài dòng họ Vì bà Đào chỉ là dâu mang họ khác Đúng hôm bà Đào mất Ngay trong đêm Mọi người đã đưa hai mẹ con trốn khỏi ngôi làng nhỏ Ở xã Phủ Tây Đích thân mấy người dòng họ Trần Cùng những người dòng họ ngoại đã góp tiền Rồi đưa hai mẹ con lên tận bến xe thành phố Để chạy tuột vào trong Nam Tránh xa vùng đất Với đại gia đình đang chìm trong chết chóc Khủng khiếp với lời đồn thánh vật vô cùng sợ hãi nghiêm trọng Hai mẹ con sống trong Nam từ đó đến nay không dám về lại quê chồng ở xã Vũ Tây nữa. Diễn biến vừa rồi đã khép lại phần 3 của câu chuyện báo án kinh hoàng. Mời quý vị và các bạn đón xem phần 4 trên kênh Báo nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Để cập nhật được những thông tin mới nhất, quý vị và các bạn có thể ấn subscribe và like kênh Báo nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. 蝴蝶展。